160 triệu USD từ trong sòng bạc. Không chỉ không bị cản trở, anh ta còn cố ý gọi điện thông báo cho ông chủ sòng bạc thử hỏi, tên trộm to gan lớn mà thế này đã có ai từng thấy chưa? Nam chính là một tên trộm siêu cấp, từng vì trộm vương miện của hoàng thất mà bị bắt, hôm nay là ngày anh ta ra tù. Lần này, anh ta quyết định chơi một vố lớn hơn, vì thế anh ta tìm tới những người anh em tốt của mình. Rusty, nam chính nói kế hoạch trộm tiền trong kho bạc sòng bài cho anh ta nghe. Rusty thấy lợi nhuận khả quan, lập tức đồng ý. Ông chủ sòng bài mà cả hai muốn trộm từng bị người ta chèn ép, bởi vì ông ta gần như lũng đoạn ngành bài ở Las Vegas. Sòng bài này được canh gác rất nghiêm mật, gần như không có kẽ hở, cả cửa vào kho bạc ở đó cũng có những trang thiết bị đỉnh nhất thế giới. Đối diện với một đối thủ đáng gờm như vậy, đầu tiên họ cần phải tìm được một kim chủ. Vì thế, nam chính đã nghĩ đến kẻ thù của mình, một ông chủ sòng bạc lớn. Anh đến tìm và kể cho ông ta nghe kế hoạch. Kim chủ gật đầu đồng ý rất nhanh, còn cung cấp chỗ ở và tiền bạc cho cả hai. Tiếp theo là cần gia tăng nhân thủ. Nam chủ tìm thêm 9 người có tuyệt kỹ khác. Dựa vào tuyệt kỹ của từng người, nam chính đã chế định một kế hoạch hoàn mỹ. Nhờ quan hệ, nam chính lấy được bản đồ của sòng bài. Anh ta giới thiệu kỹ bố cục của kho bạc cho các thành viên. Đầu tiên, họ cần phải vào trung tâm quản lý với lớp bảo vệ dày đặc. Mật mã cửa vào trung tâm này, mỗi 12 tiếng sẽ được thay đổi một lần. Thang máy lên đó còn cần xác thực vân tay, đồng thời còn có thể thống bảo vệ tiên tiến nhất. Nếu phát hiện dị thường, người xâm nhập sẽ bị nhốt lại trong thang máy. Cuối cùng là cửa vào kho bạc. Ở đó có hai bảo vệ được trang bị côn điện, đằng sau lưng họ chính là cửa vào kho bạc được thiết kế và bảo vệ tối tân nhất. Phải đối phó với hệ thống bảo vệ không chút kẽ hở thế này, lại không một ai muốn rút lui. Sự hấp dẫn của tiền bạc đã kích thích thần kinh hưng phấn của tất cả mọi người, hành động sắp bắt đầu. Vì trộm 160 triệu USD ra ngoài một cách an toàn nhất, nam chính cố ý dựa theo bản đồ đã có, phục chế ra mô hình hoàn chỉnh của kho bạc. Cao thủ tạp kỹ Trung Quốc mỗi ngày đều vào đó luyện tập. Cao thủ hacker xâm nhập vào hệ thống giám sát của sòng bài. Mọi người giúp đỡ chuyên gia nổ bom làm một quả bom điện tử. Lúc mọi người đang tiến hành theo đúng kế hoạch, thì đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hôm đó khi vừa đến sòng bài, Rusty đã kinh ngạc phát hiện tình nhân của ông chủ sòng bài lại là vợ trước của nam chính. Anh ta bắt đầu nghi ngờ nam chính, vì báo thù chút giận mới nảy ra ý này. Vì thế trước khi hành động, Rusty tuyên bố trước tất cả mọi người loại trừ nam chính ra khỏi hành động lần này, đồng thời để siêu trộm thay thế vị trí của nam chính. Cuối cùng, kế hoạch trộm kinh thiên địa này cũng chính thức bắt đầu. Chuyên gia mô phỏng ngôn ngữ cải trang thành chùm súng đạn vào sòng bài. Anh ta bỏ bom đã được ngụy trang vào trong dương, nhờ ông chủ sòng bài bỏ vào trong kho bạc để bảo quản. Anh em cơ khí ngụy trang thành nhân viên làm việc, đưa cao thủ tạp kỹ đang trốn trong dương vào kho bạc. Bên kia siêu trộm ngụy trang quản lý của hiệp hội sòng bạc. Anh ta lấy lý do một tay xào bài người da đen làm ẩu, yêu cầu điều tra người này. Từ đó lấy được danh sách những người vào sòng bài, người da đen vừa tức giận. Như vậy, dưới màn biểu diễn cao siêu của cả hai người, siêu trộm tìm được cơ hội đi vào trung tâm quản lý. Lúc này nam chính vì tiếp xúc quá thân cận với vợ cũ nên bị ông chủ sòng bài gọi đến uống trà. Làm người ta ngoài ý muốn là ông chủ sòng bài đã thuê một tay đấm đến, chẳng ngờ kẻ này lại là người của nam chính. Vì thế anh ta thuận lợi mượn lối thông gió và được tay dấm giúp đỡ lẻn vào thang máy đi đến trung tâm quản lý, đồng thời gặp được siêu trộm cũng đang chạy đến trước cửa kho bạc. Siêu trộm rất kinh ngạc, không biết tại sao nam chính lại xuất hiện ở đây. Hóa ra hội nghị khai trừ trước đây chẳng qua chỉ là một tuồng kịch do nam chính và bạn mình dựng nên, là vì muốn kiểm tra năng lực của siêu trộm. Sau khi những người tham gia chính đã vào chỗ, hacker dùng thiết bị trước đây đã lén bỏ vào máy chủ của sòng bài để thay thế cho camera thu hình. Bên ngoài, chuyên gia gây nổ làm nổ hệ thống điện toàn thành phố. Chớp mắt, cả Las Vegas đều chìm vào bóng tối. Nam chính và siêu trộm mượn cơ hội chớp mắt này, xuyên qua hệ thống cảm ứng hồng ngoại dày đặc, tiền vào thang máy dẫn đến kho bạc. Chỉ trong 10 giây cúp điện ngắn ngủi, cả sòng bài đã rơi vào hỗn loạn. Khắp nơi đều vang lên tiếng đạn. Hệ thống bảo vệ của sòng bài không kịp ứng phó. Bên này nam chính và siêu trộm đã thành công đánh mất bảo vệ, đến trước kho bạc. Lúc này, cao thủ tạp kỹ núp trong kho bạc cũng bắt đầu hành động. Anh ta đẩy nắp dương chui ra ngoài, dương đựng bom đặt bên trên suýt thì rơi xuống. Anh ta nhanh tay chụp được nên nó không bị rơi xuống. Cuối cùng cũng đặt bom xong, anh ta gõ vào cửa hai cái để ra hiệu cho nam chính và siêu trộm ở bên ngoài, ý là có thể khởi động bom được rồi. Nhưng không ngờ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì tay của cao thủ tạp kỹ bị thương nên có quấn băng, không ngờ băng đã bị dính vào kẹt cửa. Hacker phụ trách chỉ huy mọi người nói cho nam chính biết đừng cho nổ bom, nhưng mà vì bị bom điện tử ảnh hưởng nên tai nghe của nam chính đã xảy ra vấn đề. May bà thiết bị gây nổ hết pin, cao thủ tạp kỹ mới đủ thời gian rút tay ra và trốn thoát. Sau một tiếng nổ lớn, cửa kho bạc nổ tang hoang. Nhìn thấy cao thủ tạp kỹ bình yên vô sự cùng với 160 triệu USD tiền mặt, đội ngũ hỗ trợ bên ngoài đều lộ vẻ vui sướng. Nhưng mà vấn đề lớn hơn đã tới, làm sao mới có thể thuận lợi chuyển số tiền lớn này ra ngoài? Làm sao để chuyển 16 triệu USD tiền mặt ra ngoài trước mắt bao người? Hãy xem các cao thủ này làm sao thực hiện phi vụ này nhé. Rusty gọi điện thoại nói cho ông ta biết chuyện họ định động vài kho bạc, còn khiêu khích bảo ông chủ hãy đến phòng giám sát xem thử. Ông chủ nhìn thấy ba người đang cất tiền trong camera, nỗ lực đè nén cơn giận. Bên kia điện thoại, Rusty bắt đầu nói điều kiện của mình. Anh ta muốn ông chủ sòng bài tự mình xách những cái túi đựng tiền đó đưa lên chiếc xe chỉ định, bởi vì họ chỉ lấy 80 triệu USD mà thôi. Nếu ông chủ không đồng ý, họ sẽ hủy 80 triệu USD còn lại trong kho bạc. Ông chủ giả vừa đồng ý, thực tế lại bảo quản lý báo cảnh sát, đồng thời phái người đi theo chiếc xe đựng tiền về phía sòng bạc. Đội cảnh sát đã đến, dưới sự trợ giúp của điện vô tuyến, ông chủ ở phòng giám sát chỉ huy chờ tín hiệu để ngắt nguồn điện giúp đội cảnh sát xông vào kho bạc. Sau một loạt tiếng súng,
tiếng nổ vang lên. Khi nguồn điện bật lại, từ trong camera, ông chủ nhìn thấy kho bạc đã thành phế tích. Ông ta vội vàng chạy tới hiện trường xem thử. Nhìn cảnh tượng trước mặt, ông ta suýt nữa thì ngất xỉu. Trong kho bạc làm gì còn đồng nào, bên trong tất cả đều là những tờ quảng cáo 18 cộng. Bên kia, chiếc xe chuyển tiền cũng bị người của ông chủ bắt được. Nhưng vừa mở ra, gã đã ngạc nhiên phát hiện lái xe không phải người mà là một cái máy. Ngay sau đó chiếc xe phát nổ. Không ngờ đoán, trong xe cũng y như trong kho bạc. Ông chủ tức điên, đuổi hết đám cảnh sát vô dụng đi. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, đống tiền cao như núi thế kia làm sao có thể không cánh mà bay dưới sự theo dõi sát sao như vậy. Hóa ra, cảnh tượng họ nhìn thấy trong camera là do dáng người của nam chính quay lại trong mô hình dựng lại của kho bạc. Trong lúc ông chủ báo cảnh sát, tín hiệu của phía cảnh sát cũng bị họ cướp lấy. Vì thế, cả đám trộm đã cải trang thành cảnh sát cứ thế đi thẳng ra ngoài. Ông chủ xong bạc bị đùa một vố, tức giận quay về phòng giám sát. Ông ta cho rằng tất cả những chuyện này đều do nam chính gây ra, nhưng ông ta vẫn đã trễ một bước. Lúc này, nam chính đã quay trở về phòng. Ông chủ xong bài hỏi anh có phải anh có liên quan tới kế hoạch trộm cướp lần này không. Nam chính lại chơi ông chủ một vố, nói tuy rằng lần này tôi không hề liên quan, nhưng mà anh có thể lợi dụng mối quan hệ trong ngục giúp ông chủ hỏi thăm xem những kẻ trộm lần này là ai, điều kiện là trả vợ lại cho anh. Đối mặt với 160 triệu USD, ông chủ đã không ngần ngại lấy cô vợ ra trao đổi. Không ngờ rằng những chuyện này đều được nữ chính ngồi trong phòng theo dõi thấy hết. Sau khi hiểu được tâm ý của cả hai người đàn ông, cô hoàn toàn thất vọng với ông chủ sòng bài. Ngọn lửa tình yêu với nam chính là bùng lên. Đến cuối phim, số tiền khổng lồ này bị 11 người chia đều. Nam chính cũng thuận lợi ra tù. Nhìn thấy anh em và cô vợ yêu quý đến đón mình, nam chính người thỏa mãn. Ba người lên xe thoải mái rời đi. Có vài người tuy rằng trong thì quang minh lỗi lạc, nhưng kỳ thật lại là loài động vật máu lạnh đặt tiền bạc lên trên tất cả. Có vài người tuy rằng chỉ là một tên trộm chẳng ra gì, nhưng trọng tình trọng nghĩa, trộm cũng có kiêu ngạo của mình. Bộ phim đặc sắc đến từ Hollywood này dựa vào thiết kế đặc sắc tinh diệu và khắc họa nhân vật trực tiếp đơn giản, đã trở thành một bộ phim về đề tài tội phạm kinh điển. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp